Đây là cách thẩm vấn kỳ lạ nhất mà tôi từng thấy. Chỉ thấy người phụ nữ lấy hết đạn trong khẩu súng ra, chỉ để lại một viên, lắp súng lại sau đó chĩa súng vào cậu nhỏ của tên tội phạm. Có khai không? Rốt cuộc có khai hay không? Tôi không biết. Tôi thật sự không biết gì hết. Người phụ nữ hung hăng này không những đối xử tàn nhẫn với hắn, mà đối với người thân bạn bè còn tàn nhẫn hơn thế. Cho dù là bố mẹ của mình hay là anh chị em ruột, từng người đều bị cô tiễn vào tù cải tạo. Cô chính là hoa khôi thon gọn nhất đồn cảnh sát San Non. Tại sao lại gọi cô ấy là hoa khôi? Ở trong đồn cảnh sát chỉ duy nhất cô là phụ nữ. Hôm nay San Non chờ nhiệm vụ ở bên đường, đột nhiên nhìn thấy anh rể mình đang giúp đỡ một nữ sinh viên khó khăn. Cô liền tới xe của anh rể, lôi xuống xe bắt tại trận. Chính cái tên gầy nhom này ngày nào cũng không chăm lo cho chị cô, lại còn dám ra ngoài tán gái, xem tôi có đưa anh vào cục ngồi uống chén nước không chứ. Trên đường đưa anh rể về đồn, San Non lập tức để ý thấy thứ trong tay tên nhóc da màu đang hút có hại cho sức khỏe. Cái gì đó? Thấy cậu nhóc bỏ chạy, San Non lên đạp ga đuổi theo, đến bánh xe cũng bị rơi ra, nhưng vẫn không thể ngăn cản được quyết tâm truy đuổi tội phạm của cô. Đuổi theo tên da màu tới mức khiến cậu phải lăn lê bò toài, dùng thân hình bé nhỏ nhẹ cân của mình trèo qua hàng rào để trốn khỏi San Non. Kết quả vẫn bị cô ôm lấy chân. Đây quả thực là càng béo thì càng có lực quật ngã người. Cuối cùng dưới sự giúp sức của quả dưa hấu, San Non cũng bắt được tên nhóc. Vì ngày nào ra ngoài cũng bắt được tội phạm, nên ở trong đồn cảnh sát cô khá có mặt mũi, đến mức đồn trưởng cũng không dám làm gì cô. Ngày San Non, đồn trưởng hỏi cô mấy giờ đến làm việc. Bao giờ tôi muốn đến thì tôi đến. Liên quan gì đến cô và đồn trưởng chứ? Nhưng một người nhẫn tâm như vậy, vào ngày thứ hai làm việc ở đồn cảnh sát, vậy mà lại có người dám chiếm vị trí đỗ xe của cô. San Non không ngừng lớn tiếng kêu người lái xe rời đi, nhưng người ta chẳng để ý gì đến cô. Cuối cùng không dễ dàng gì mới kiếm được một chỗ trống để đỗ xe, nhưng lại vì quá béo mà kẹt không ra được. Hết cách, cô chỉ còn cách này để xuống xe. Một chuỗi động tác như vậy chắc tốn không ít sức lực. Điều này khiến San Non vô cùng phẫn nộ, dùng búa nhỏ đập vỡ kính chiếu hậu của xe người ta. Xem ngươi còn dám cướp vị trí của ta hay không. Khi bước vào đồn, cô phát hiện tên nhóc da màu hôm qua mình bắt được đã biến mất. Cô hỏi đồng nghiệp tên đó đi đâu rồi. Bị đưa đến phòng thẩm vấn rồi. Không phải đã nhắc là không được đụng vào người của tôi rồi sao? Ai đã làm việc này? Là một viên cảnh sát nữ rất xinh đẹp. Cảnh sát nữ xinh đẹp không phải đang đứng trước mặt đây sao? Trong đồn chúng ta còn ai đẹp hơn tôi chứ? Câu nói này làm viên cảnh sát suýt chút nữa ói ra ngoài. Không sai, người thẩm vấn tên nhóc da màu chính là người phụ nữ vừa chiếm vị trí đỗ xe của cô. Cô gái này không hề đơn giản, đem đồng nghiệp và chó nghiệp vụ ra ngoài xử lý vụ án. Chất phấn chó không ngửi ra được mà cô lại có thể ngửi ra. Đồng nghiệp tìm không thấy kho súng, cô cũng có thể nhẹ nhàng tìm thấy. Cô chính là Sarah, xinh đẹp nữ đặc vụ cấp cao của FBI. Cứ chỗ nào có bóng dáng của cô thì đồng nghiệp và chó nghiệp vụ đều sẽ trở thành lũ vô dụng. Vì vậy, mọi người đều không thích cô ta. Đi thôi. Đã được hơn 30 cái xuân mà cô chưa có một mảnh tình vắt vai. Khi không có việc gì để làm, cô chỉ có thể chơi đùa với mèo để thỏa nỗi cô đơn. Nhưng chú mèo còn là của hàng xóm. Nghe thấy hàng xóm đang ở ngoài cửa gọi mèo về, cô mau chóng thả mèo trở về. Lúc này cô đột nhiên nhận được một email, trong đó nói rằng cấp trên của cô sắp được lên chức, mà người thay thế cho chức vụ vẫn chưa được quyết định. Thầm nghĩ mình ưu tú như vậy, chắc chắn vị trí này sẽ là của cô. Vậy nên sáng sớm ngày thứ hai, cô liền mặt dày tìm đến cấp trên của mình. Có chuyện gì? Gì nhỉ? Anh không phải sắp được lên chức hay sao? Vậy năng lực của tôi như thế này thì có nên? Kết quả cấp trên không lòng vòng mà nói thẳng ra, tôi cũng rất muốn để lại vị trí này cho cô, nhưng cô không quá thích hợp, bởi vì mọi người đều không ưa cô. Lẽ nào cô chưa từng nghe nói sao? Gì chứ, tôi không biết gì hết. Cô đến bạn bè còn chẳng có thì ai sẽ nói cho cô biết chứ? Nhưng cũng không phải là không có hy vọng nào. Bây giờ đang có một tên buôn ma túy đi đến Boston. Chúng ta không biết gì nhiều về thân phận và tướng mạo của hắn, chỉ biết rằng tên này là thuộc hạ của hắn. Nếu như cô có thể bắt được tên buôn này trước khi tôi rời đi, vậy thì người kế nhiệm tôi sẽ không ai khác ngoài cô. Như vậy tôi cũng có mặt mũi hơn khi làm trên đó. Đối với cấp dưới cũng có một kết quả thỏa đáng. Sarah liền lập tức hiểu ý. Cô lập tức lái xe đến Boston. Vừa đến Boston đã chiếm luôn vị trí đỗ của San Non, tiếp đó lại cướp tội phạm của cô. Trước sự thẩm vấn trong cương có nhu của cô, tên nhóc rất nhanh đã nói ra cấp trên của hắn là một người phụ nữ có thân hình nóng bỏng. Cụ thể là to cỡ nào? Đại khái to thế này. Đúng lúc này, San Non khí nộ xung thiên bước vào. Được lắm, cô hôm nay không những chiếm vị trí đỗ của tôi, bây giờ còn muốn giành lấy phạm nhân của tôi, mau cút ra chỗ khác đi. Nhưng Sarah liền đáp lại rằng sau này mình sẽ ở lại đồn làm việc. Vì thế một núi không thể chứa hai hổ, trừ phi là một đực một cái. Lúc này hai người phụ nữ mạnh mẽ đang đứng trên cùng một ngọn núi. Nếu không có gì bất ngờ, chắc chắn sẽ diễn ra một cuộc tranh chấp giữa hai người họ. Quả nhiên.
Rất may đồn trưởng tới kịp lúc, mới có thể ngăn cản được bọn họ. Tiếp sau, đồn trưởng đưa hai người vào văn phòng để giải hòa. Sanon liền tức giận cho rằng đồn trưởng không đứng về phía cô. Không ngừng lật tung tài liệu của đồn trưởng, lại còn đứng trước cửa văn phòng lớn tiếng chửi bới. Cái gan của đồn trưởng bé tẹo như cậu nhỏ của một chú chuột nhất vậy. Sau đó liền đổ hết đồ đạc trong túi của Sara ra ngoài, rồi mới đẩy cửa đi ra ngoài. Gặp phải một cấp dưới như vậy, khiến đồn trưởng 35 tuổi này bạc trắng cả tóc. Lúc này, Sara mới phát hiện chìa khóa xe của mình đã biến mất. Đồn trưởng nói chắc chắn là bị Sanon cầm đi rồi, nói cô ấy đến quán bar ở phố cũ là sẽ tìm thấy cô ta. Sara vừa đến quán bar, Sanon liền đem chìa khóa trả lại, nhưng lại nhân lúc cô không chú ý, lén cầm đi tài liệu trong túi. Thực ra đây mới là mục đích chính của cô. Ngày thứ hai, khi Sara tìm đến người phụ nữ nóng bỏng kia, Sanon đã đợi trước ở đó từ lâu. Cô muốn một mình lập công thì không có cửa đâu. Lúc này Sara mới phát hiện ra tài liệu đã bị lấy mất, làm cho cô giận dỗi gọi thẳng cho cấp trên, yêu cầu cấp trên đừng để Sanon can thiệp vào vụ án của cô. Nhưng cấp trên nói Sanon từ nhỏ đã sinh sống ở đây, hiểu rõ tình huống ở đó hơn bất kỳ ai. Nếu không có sự trợ giúp của Sanon, cô rất khó có thể phá án. Không phá được vụ án thì đồng nghĩa cô cũng chẳng thể lên chức. Vì tương lai của mình, Sara chỉ có thể nhượng bộ hòa giải với Sanon. Hai người ngoài mặt thì đồng ý hợp tác, nhưng sự thật lại là như thế này đây. Cũng may là không phá hỏng cửa, bọn họ thành công vào được nhà của cô nàng nóng bỏng. Đối diện trước sự tra hỏi, cô nàng vẫn luôn duy trì dáng vẻ điên khùng ngây ngốc của mình, không chịu phối hợp. Họ lại chẳng có chứng cứ gì để bắt cô nàng đi. May rằng hai người nhìn thấy đầu lọc thuốc lá, có đầu lọc không giống với những cái còn lại. Sanon ngồi quỳ xuống sofa, suýt chút nữa đè bẹp ghế nhà người ta. Trong lúc cô nàng kia còn đang tiếc rẻ, Sara liền nhanh chóng lấy đi đầu lọc. Không hổ danh hai nữ cảnh sát giỏi nhất trong giới, lần đầu tiên phối hợp với nhau mà lại ăn ý đến vậy. Sau đó đem đầu lọc đi giám định vân tay, họ nhanh chóng xác định được cấp trên của cô nàng kia tên nhiều dâu heo. Trong tài liệu tên heo nếu không phải đang gọi điện thoại thì cũng là đang chuẩn bị gọi. Vì vậy hai người dự định gắn máy nghe lén trong điện thoại của hắn. Tối đến, họ đi tới quán bar ok mà hắn thường lui tới. Vừa bước vào đã thấy rằng bọn họ và đám người ở đây là hai thế giới khác biệt. Lại nhìn thấy bên người hắn toàn mỹ nữ vây quanh, với cách ăn mặc này mà muốn tiếp cận hắn thì chắc chắn chả có cơ hội nào. Lúc này Sanon nhìn thấy ngoại hình của Sara liền nảy ra chủ ý. Cô quyết định trang điểm cho Sara thành mỹ nữ, dùng mỹ nhân kế tiếp cận heo. Trước tiên phải cắt tay áo của Sara, dùng mảnh tay áo cắt được biến thành một chiếc quần siêu ngắn. Chuyện gì đây chứ, mặc quần bảo hộ ở trong quần dài, chắc cô không sợ bị mọc nấm đâu nhỉ? Cái này thoáng khí lắm. Sau một công cuộc cải cách, hai người cuối cùng cũng bước ra khỏi nhà vệ sinh. Nhưng tôi nhìn cảnh này thà rằng không cắt còn hơn. Ai ngờ được hắn ta lại thích phong cách này. Sau một vũ điệu ngượng ngùng, cuối cùng cũng thành công tiếp cận hắn. Sanon thấy được thời cơ liền giúp đỡ một phen, thành công lắp đặt máy nghe lén vào điện thoại của heo. Sau đó Sanon giả vờ uống say tí bỉ nhờ Sara đưa cô về. Tôi còn chưa có số điện thoại của cô, tôi sẽ quay lại, tôi sẽ tìm tới anh. Nhưng hai người đi ra chưa kịp vui vẻ bao lâu, liền bị một chiếc xe bám đuôi. Hai người chặn đầu họ là điều tra viên của tổ chống ma túy. Đội trưởng Út nói, họ đã đeo bám heo trong suốt 2 tháng nay, vốn định tìm ra manh mối về tên đầu sỏ từ heo. Không ngờ rằng lại bị hai người các cô hẫng tay trên. Lúc này Sanon nhìn thấy máy quay đằng sau lưng Jason, liền cảm thấy thất vọng. Hóa ra cậu em trai vừa ra tù của cô lại đi chơi đùa cùng hắn ta. Đồng thời, Sara cũng để ý đến chuyện này. Hôm đó, căn cứ theo vị trí định vị của heo, bọn họ cuối cùng cũng xác định được công xưởng gia công ma túy. Hai người lập tức lái xe tới đó, nhưng khi họ vừa đến thì thấy tên thuộc hạ đang xử lý cấp dưới phản bội. Thấy chúng tàn nhẫn đến vậy, Sara lập tức muốn cứu người, không ngờ đã bị heo chĩa súng vào đầu. Sara nhanh nhảu chào hắn, lần trước không phải là tôi đã quên để lại liên lạc sao? Lần này tôi tới là để lấy số của anh, người xem tôi là thằng ngốc sao? Mau cùng tôi đi gặp cấp trên. Tiếp sau, hai bên bắt đầu cãi cọ. Heo thấy rằng mình không nói thắng được Sanon, liền ghé vào tai cô nói liên thuyên. Kết quả Sanon liền huých cho hắn một cú đau điếng, giật lấy súng bắn chết tên thuộc hạ bên cạnh. Ngươi không ngốc, chỉ là có chút ngu thôi. Sau đó hai người họ đưa tên dẫn đầu Julian về đồn. Hắn lúc mới đầu còn rất ngoan cố, Sanon liền chơi trò quay cò nga với hắn, ngay lập tức dọa hắn ta khai hết toàn bộ. Ai ngờ rằng hai viên điều tra kia lại có mặt ở đây, chỉ trích hai người bọn họ làm như vậy chẳng những chả bắt được tên đầu sỏ mà còn làm rối loạn kế hoạch của ông. Bọn họ như vậy chẳng phải thể hiện rằng tôi rất vô dụng sao? Không còn cách nào, cấp trên vì để hòa hoãn lại tình hình giữa các đồng nghiệp, chỉ có thể dừng lại hoạt động điều tra của Sara. Như vậy thì việc lên chức sẽ tan thành mây khói. Sara ngây ngô đứng tại chỗ, Sanon an ủi lấy cô, nói rằng tôi sẽ đưa cô đi quán bar giải sầu. Nói trước là chỉ uống một ly, không ngờ sau 2 tiếng lại uống nhiều đến vậy. Tiếp sau, hai người liền phóng thích chính mình. Trải qua một buổi chơi hết mình,
Sarah sau đó không còn nhớ gì nữa. Ngày thứ hai thức dậy, còn cùng một ông chú từ đâu xuất hiện nằm ườn trên bàn rượu. Nhưng Shannon vẫn còn nhớ rất rõ, nói tối qua cô không chỉ tìm được bạn trai, mà còn lấy chiếc xe của mình là lễ vật tặng cho người đó. Chiếc xe đó được tặng cho ông chú này, Sarah nói con xe đó không được cho đi, đấy là xe công vụ, tôi chả cần biết công vụ hay không, dù gì tôi cũng đã tốn công có được nó. Kết quả, mối tình đầu của cô đi rồi. Quả nhiên tham lam sẽ phải trả giá đắt. Nhưng rất nhanh sau đó họ biết được nguyên nhân của vụ nổ. Hóa ra tên Julian trong lúc bị áp giải đã bị người khác cứu đi. Nguyên nhân cụ thể như thế nào thì vẫn đang được điều tra. Nhưng việc chiếc xe bị nổ, có thể chắc chắn đây là sự báo thù của hắn ta. Còn điều tra gì nữa chứ, chắc chắn là trong đồn có nội gián. Nói xong hai người quay người bỏ đi, dự định tự mình hành động bắt tên Julian và kẻ đầu sỏ. Nhưng đúng lúc đó, Shannon lại nhận được một tin tức không hề tốt lành. Em cô bị người ta đánh trọng thương, đang ở trong phòng hồi sức cấp cứu. Đối với việc này, Sarah cảm thấy vô cùng có lỗi. Bởi sau khi nhìn thấy em trai cô và tên dâu Ria Hill qua lại với nhau, cô liền âm thầm liên lạc em trai Shannon trở thành gián điệp. Biết được chân tướng sự việc, Shannon cảm thấy thất vọng. Cô quyết định dùng cách của mình để báo thù cho em. Từ đó về sau, cô bắt đầu tùy tiện bắt người trên những con phố. Chỉ cần có chút dính líu tới ma túy thì đều bị cô bắt lại. Còn Sarah cũng chẳng hề nhàn hạ, vẫn luôn theo dõi manh mối từ các phạm nhân. Hôm đó, trong lúc Shannon đang truy bắt tội phạm, sau đó bị một người khác chĩa súng vào đầu. Cũng may rằng trong lúc nguy hiểm cận kề, Sarah xuất hiện, lại dùng súng chĩa vào đầu của nghi phạm. Trải qua sự việc lần này, hai người lại làm hòa với nhau như lúc ban đầu. Sarah cũng phát huy hết năng lực của mình. Chó nghiệp vụ cho rằng ở đây không có ma túy, chỉ có đồ ăn thôi. Cô liền xé tấm áp phích trên tường xuống. Đây là cái gì? Ngươi nói ta xem đây là thứ gì? Cuối cùng bọn họ đem tất cả các tội phạm ma túy ở Boston này bắt hết lại, nhưng chỉ có được một kết quả, đó là bọn họ chỉ quen biết tên nhóc da màu. Xem ra thằng nhóc đó lúc ban đầu đã không nói ra sự thật, vì vậy họ lại tìm đến cậu, khiến tên này một phen khổ não. Những gì cần nói tôi đã khai ra hết rồi, tôi đã rửa tay gác kiếm rồi, vậy đây là cái gì? Thấy cậu từ đầu đến cuối không chịu phối hợp, họ liền đổi cách tra hỏi cậu. Trong tình huống này, cậu không thể không nói ra nơi ẩn trú của tên đầu sỏ. Cậu thực ra không sợ mình bị hai người họ ném xuống dưới, mà sợ hai người các cô trượt tay làm rơi cậu. Nhưng kết quả là, sau đó hai người họ liền quay về lấy vũ khí cần thiết mà Shannon tích trữ được, còn mặc thêm trang bị đầy đủ. Quay đầu lại thì phát hiện hai người họ như ninja rùa vậy. Kết quả khi vừa tới nơi ẩn trú của kẻ đầu sỏ, liền bị đám người đó chĩa hết súng về hướng này. Tên Hillzoria vẫn ngốc như trước đây, bắt hai người cho súng vào túi rồi đá qua cho hắn, mà không biết rằng trong túi có một viên lựu đạn. Cứ như vậy, hắn ta cùng đồng bọn liền đăng xuất. Lúc tưởng rằng mọi thứ đã kết thúc, không ngờ có một tên thuộc hạ tránh được kiếp nạn. Trong tình hình này, không còn nghi ngờ gì, chắc chắn hai người họ đều bị trói lại. Rất nhanh sau đó, Julian cũng đi tới. Đúng là mọi thứ không ngừng ập tới. Lần trước không phải các ngươi lấy em trai ra cá cược sao? Vậy lần này ta liền cùng các ngươi cá cược. Nói xong, hắn liền lấy ra một con dao nhỏ. Đúng lúc hắn định ra tay, tên cấp dưới đi vào nói rằng ông chủ lớn đến rồi. Vậy thì một lát nữa sẽ chơi với các ngươi, giúp ta bảo quản con dao này trước đã. Lần trước người cá cược với ông không phải là tôi, ông đâm tôi làm gì? Nhưng đồng thời đây cũng giúp các cô kéo dài thời gian hơn. Hai người kéo ghế lần lại với nhau, Shannon cầm lấy con dao cứa đứt sợi dây của mình, thì nghe thấy tiếng có người đến. Không còn cách nào, vì không để đối phương phát hiện, Shannon chỉ có thể đâm lại con dao. Kết quả người tiến vào lại là đội trưởng Út và Adam. Sarah ngao ngán lắc đầu, nhát dao này đúng là uổng phí mà. Sao hai người lại biết chúng tôi đang ở đây? Nhiên là theo dõi hai người rồi. Biết được kiểu gì hai cô cũng không bỏ cuộc, huống chi chúng còn giết em trai cô. Có mà em trai ông bị bọn chúng giết ấy, em tôi còn đang điều trị trong viện kia mà. Sao cơ, em cô chưa chết sao? Em cô ấy chưa chết, anh kích động gì vậy chứ, mau cởi trói cho tôi đi. Chỉ nghe thấy đoàng một tiếng, hắn liền bắn chết đội trưởng. Hóa ra hắn chính là kẻ đầu sò chân chính, vì em trai cô đã từng thấy bộ mặt thật của hắn, nên hắn mới phải giết người diệt khẩu. Hắn sợ em trai cô tỉnh dậy sẽ nói ra danh tính thật, liền giao hai cô cho Julian, tự mình đi đến bệnh viện để xử lý. Julian cầm lấy con dao lớn hơn, bắt đầu cuộc vui. Không nghĩ tới Shannon rút dao chém vào chân hắn. Tên thuộc hạ nghe thấy động tĩnh liền xông vào, nhưng cũng bị cô tiễn về chầu trời. Lúc này Julian xông tới bắt Sarah làm con tin. Kết quả, một người đàn ông to lớn như vậy mà cũng phải chịu thua trước một người phụ nữ đang bị trói. Xong việc, hai người họ liền phi như bay tới bệnh viện. Shannon nhanh chân, Sarah cũng theo sát, khó khăn lắm mới kiếm được một chiếc xe lăn. Một tay không thể điều khiển được phương hướng, hết cách, cô chỉ có thể trượt từ trên ghế xuống. Shannon vì cứu em mà lòng như lửa đốt, bị tên cầm đầu đánh úp. Mắt thấy hắn sắp hành động, đem chất gì đó tiêm vào cơ thể em trai, Sarah kịp thời có mặt bắn chết tên đầu sỏ. Cuối cùng vì phá án thành công, Shannon được công nhận là bông hoa vững chắc nhất của đồn cảnh sát. Sarah cũng đạt được nguyện vọng của mình, ngồi lên vị trí mới và có được người bạn đầu tiên trong đời. Tới đây, bộ phim kết thúc.